Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cấu trúc tranh con chim bồ câu. Và ok, giờ mình sẽ bắt đầu tôi nhé. Mình sẽ tô cho con chim. Phần đầu của nó có màu đen. Ok, mình đã tô xong bức tranh con chim bồ câu của mình rồi. Video của mình đây cũng là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe, ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.